Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu với bạn, đó chính là Sammy xấu xí nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Trời ơi, ông vô dân thủ với ông, đến ông là đẹp nhất thế giới, tôi là xấu nhất thế giới là sao vậy? Em hả? À rồi, Sam đẹp, Sam dễ thương nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft, được chưa? Trời ơi, đùa có một xíu thôi mày. Thôi mày giận rồi. Ok bạn ơi, ngày hôm nay nè, mình đã mời Sammy về trong đây để cùng với mình quay một cái video thử thách. Thì chắc các bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì đúng không? Đúng không? Ủa mà hôm nay mình làm gì ta? Sao tôi quên tiêu rồi? Đất ơi, ăn ngọt cho nhiều vô rồi quên đó mà ông. Trời ơi, xây nhà an toàn. À đúng rồi, hôm nay mình sẽ cùng với Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau xây nhà an toàn nha các bạn nha. Nhưng mà nhà an toàn hôm nay sẽ không phải dùng để chống lại zombie, chống lại quái vật, chống lại ác quỷ. Mà hôm nay chúng ta sẽ xây nhà an toàn để chống lại Sammy các bạn ơi. Chống lại Sammy các bạn ơi. Ủa, yêu bà tôi là yêu quái hả? Vô duyên, vậy tôi xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu nhất vũ trụ mà sao ông dám chúng tôi hả? Không phải, Sam hiểu ý gì hết trơn á. Ý tôi á là hôm nay tôi sẽ cùng với Sammy, hai đứa mình, mỗi người sẽ xây một cái nhà an toàn để cho người kia vượt qua, để xem coi nhà an toàn của ai là an toàn nhất, hiểu không? À, trời ơi, tưởng gì thôi, chưa kịp thôi, dừng quay đi Phong ơi, tôi thắng rồi, cần gì quay nữa. Chưa gì mà đã xem thường người khác các bạn thấy không? Những kẻ chuyên xem thường người khác sẽ là những kẻ thua cuộc các bạn ạ. Thôi được rồi, ngày hôm nay á mình sẽ xây nhà an toàn màu xanh, còn Sammy sẽ xây nhà an toàn màu xám nha các bạn nha. Để coi nhà an toàn của mình và Sammy ai sẽ là nhà an toàn mạnh hơn. Thì bạn nào mà muốn biết được nhà an toàn ai VIP pro hơn, hãy xem hết video và hãy nhớ bình luận lại phía dưới cho mình biết rằng mấy bạn thấy nhà an toàn của ai là VIP nhất, ai sẽ là người giành chiến thắng. Mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Đừng quên nha, vào ngày 11 tháng 6 có gì đặc biệt không? Cái ngày đó cực kỳ đặc biệt luôn. Ngày 11 tháng 6 có ngày gì đặc biệt? Ngày gì đặc biệt? Đó chính là ngày gì sao? Trời ơi, ăn một ngọt cho nhiều vô rồi quên tập 2, khổ ghê. Ngày 11 tháng 6 sẽ ra tập cuối của game thủ học đường mấy bạn à, ơi. À đúng rồi, tập cuối của game thủ học đường. Trời ơi, tôi đang rất là háo hức, không biết rằng là team AK lòng xanh hay là team mãng xà, team nào sẽ là team giành chiến thắng đây. Các bạn hãy nhớ qua bên kênh Hero Team để xem game thủ học đường tập cuối nha bạn nha. Cày diêu nha bạn. Rồi, còn bây giờ không nói nhiều nữa, mình và Sammy sẽ cùng nhau thực hiện thử thách xây nhà an toàn. Rồi ok, bây giờ thì mình với Sammy sẽ bắt đầu xây nha các bạn nha. Thì đầu tiên á, mỗi người sẽ cần phải xây chúng ta một cái căn hầm. À vậy ta, một cái căn hầm nhà an toàn của chúng ta trước. Thì tôi sẽ xây ở bên này nha, Sam xây bên kia nha. Trời ơi, căn hầm nhà là cái gì, cái ngôn từ gì đâu mà kỳ cọc gì, một ngôi nhà thôi ông nào. Rồi đây, tôi sẽ xây bằng màu xanh nè. Đó ok, rồi ok bạn ơi. Và hiện tại thì Phong đang có mặt ở trong nhà an toàn màu xanh của Phong rồi nè. Đó, xung quanh toàn là màu xanh luôn, mày thấy không? Trời ơi, còn bãi cỏ là màu xanh lá cây. Đấy, rồi còn bên cái nhà an toàn của Sam thì sẽ là màu xám nha bạn nha. Trời ơi, nguyên cái bức tường màu xám nữa nè bạn. Đấy, bây giờ mình với Sam sẽ cùng nhau xây gọi là nhà an toàn màu xanh và màu xám để coi nhà an toàn của ai sẽ tiếp bờ gồ hơn nha bạn nha. Sam ơi, sẵn sàng chưa Sam? Sam ơi, sẵn sàng. Nghĩ sao vậy? Tôi sẵn sàng từ đầu rồi. Ok. Rồi, bây giờ đầu tiên mình sẽ xây cái bẫy đầu tiên của mình nha bạn nha. Thì cái nhà an toàn của mình sẽ đi từ hướng này qua tới tận bên kia. Cho nên là mình sẽ xây cái bẫy đầu tiên bên này nha. Đầu tiên mình sẽ lấy một cái cây rìu nè. Mấy bạn biết cây rìu để làm gì không? Đây chính là một cái dụng cụ để chỉnh sửa ở trong Minecraft, rất là xịn các bạn ạ. Ấy thì mình sẽ đập xuống dưới đây. Rồi, sau đó mình sẽ dùng một cái lệnh để cho nó biến mất hết gọi là cái vùng đất ở chỗ này. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa? Đơn giản thôi, mình sẽ xây cho mình một cái đường gọi là an toàn ở chỗ này. Đường an toàn có nghĩa là sao? Thì bây giờ mình sẽ xây xong rồi mình sẽ cho bạn xem nha. Ok, mình xây đây.
đây. Đây mấy bạn ơi, đây chính là cái đường an toàn của mình nè. Tiếp theo nữa mình sẽ lấy cho mình gọi là một cái khối cát, với lại là một cái khối cái này là gì ta, cái tấm ván để mình bước lên đó các bạn. Đấy, mình sẽ đặt cát ở phía trên như thế này. Đấy, mấy bạn nhìn thôi chắc mấy bạn cũng biết là mình sắp xây gọi là cái bẫy gì cho cái nhà an toàn của mình này đúng không? Thì đây chính là bẫy TNT các bạn ơi. Thì á, cái đường đi á sẽ là cái đường an toàn như thế này nè. Còn nếu mà mấy bạn đi sai đường thì ngay lập tức mấy bạn sẽ bị rơi xuống dưới chỗ này và sau đó là tiêu đời luôn. Đó, rất là ghê luôn nha, rất là xịn luôn nha. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ lắp tấm ván vô thế này nè. Đây, rồi. Đấy, chỗ này sẽ là cái đường đi an toàn nha các bạn nha. Lắp vô. Rồi, ok. Đấy. Rồi. Cái chỗ này sẽ là đường đi an toàn nè. Thì nếu bạn đi trên này thì sẽ là an toàn nha. Còn mấy bạn bước ra ngoài đây là sẽ bị té nè. Nhưng mà tất nhiên rồi, không có ai bị khùng mà tự nhiên nhìn thấy cái đường không có chỗ gì hết mà tự nhiên nhảy vô, đúng không các bạn? Đó, cho nên chúng ta sẽ đến với gọi là cái phân đoạn tiếp theo, là chúng ta sẽ đặt TNT ở bên dưới này nha các bạn nha. Mình sẽ bấm nút vào đây thế này. Sau đó mình sẽ lít vào đây. Rồi, sau đó mình sẽ dùng cho mình một cái lệnh là TNT. Đấy, bạn thấy không? Quá trời TNT bên dưới luôn. Thì á, ai mà chỉ cần bước nhầm lên trên cái này cái thôi là rơi xuống dưới liền. Trời, tôi cũng bị rơi theo luôn mấy ông ơi. Đấy, rất là hay luôn bạn ơi. Để xem coi Sammy có vừa coi được cái bẫy đầu tiên của mình không nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xây nha các bạn. Ok. Tên. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong được cái bẫy đầu tiên của mình nè các bạn ơi. Rồi, ok. Cái bẫy này chỉ cần bước nhầm lên cái thôi là rơi xuống dưới liền luôn nha các bạn nha. Đấy, rất là gọi là nguy hiểm luôn. Để coi Sammy có vượt qua được không nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo của mình. À, cái bẫy tiếp theo này mình sẽ xây cái gì cho nó an toàn để ta, để cho Sammy không thể vượt qua được. Mình suy nghĩ ra rồi các bạn ơi, có cách. Đây, đầu tiên thì mình sẽ làm y hệt như cũ thôi. Mình sẽ bắt đầu xây ra cho mình một cái chỗ khoảng không như thế này. Ok. Rồi đó. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ sử dụng đến một cái loại nước đâu ta? Đây, thấy rồi. Đây chính là loại nước có tên là nước axit mấy bạn ơi. Chỉ cần chạm trúng cái nước này thôi là sẽ bị tan biến luôn, cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đổ hết cái nước này xuống dưới đây nha các bạn nha. Để làm gì mấy bạn biết không? Một tí nữa mình sẽ giải thích cho bạn hiểu. Rồi ok, mình sẽ đổ đây như thế này. Đổ xuống, lấp đầy hết cái hồ này luôn. Đấy, rồi ok, có vẻ là đầy hồ rồi đó. Thì cái nước này ha, có một cái đặc điểm là như thế này nè các bạn, là chúng ta có thể sử dụng bằng thuyền để chèo qua. Đâu ta? Đây, rồi. Đó. Thì á, cái này chúng ta có thể sử dụng thuyền để mình chèo qua. Nhưng mà tất nhiên rồi, mình sẽ không thể nào để thuyền cho Sammy chèo qua được. Mà mình sẽ gọi là dùng một cái mẹo gì đó để cho Sammy tự tìm hiểu nha các bạn nha. Ấy, nói chung cái này là nước axit đó, người nào chạm vô là xong luôn á. Đây, mình chạm cho các bạn coi nè. Đây nè. Ôi, đau quá. Đó, bạn thấy không? Ồ, mất máu à. Bơi từ đây qua bên kia là chắc là cũng là chết queo luôn các bạn. Đó, rồi ok. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ gọi là dùng một cái gợi ý cho Sammy nha. Đây, mình sẽ không nói ra đâu tại vì Sammy sẽ nghe được, để cho mấy bạn fan tự đoán thôi coi là mình tính làm gì nha. Đây, mình sẽ để cái này ở đây. Bên này nữa. Ok. Rồi đó. Sammy sẽ phải tự gọi là suy nghĩ cách để bơi qua bên đây các bạn ơi. Rồi ok. Và xong cái bẫy tiếp theo rồi đó. Mình sẽ lấy cho mình đúng rồi. Để cho Sammy gọi là mở cửa được thì mình sẽ chuẩn bị cho Sam một cái chìa khóa. Rồi ok. Mình sẽ để cái cửa ở đây đi. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cho mình một cái rương, mình để ở giữa hồ thế này để cho Sammy có thể trèo đến. Sammy lấy chìa khóa nha các bạn nha. Ok. Thôi, để bên này thì nó hơi gần quá. Để bên này đi. Để bên này cho Sam phải đi mò các bạn ơi. Đi mò đi kiếm nha. Đó, ok. Rồi đó. Để cái rương bên này nha các bạn nha. Rồi, chúng ta cùng nhau đi đến cái bẫy tiếp theo nào. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo của mình. Thì cái bẫy tiếp theo thì mình vẫn sẽ làm y hệt như cũ thôi bạn ơi. Đó chính là mình sẽ tạo cho mình một cái chỗ trống. Đó, đây mình sẽ tạo mình một cái chỗ trống ở chỗ này. Rồi, ok. Và tiếp theo mình sẽ lấy cho mình một cái xô lava các bạn ơi. Và ở đây mình còn có thêm một cái xô lava nữa. Đó chính là xô lava giả và xô lava thiệt nha. Thì các bạn có biết lava giả và lava thiệt nó khác nhau ở chỗ nào không? Đây mình sẽ cho bạn xem nè. Đầu tiên, đây chính là lava thiệt. Thì lava thiệt á, nó có một cái đặc điểm, đó chính là nếu như bạn chạm trúng. Rồi xong rồi, cháy rồi. Đó, mấy bạn sẽ bị cháy nha. Trời, chết. Để tôi lưu điểm hồi sinh đây, em hỏi tí nữa tôi dịch chuyển ở chỗ khác bây giờ. Đó, mấy bạn sẽ bị lửa cháy thế này. Ui trời, đau quá. Trời ơi, hết lửa đi, đau quá, nhanh lên. Kiểu này tôi bị cháy thành heo quay mất. Trời ơi, hết lửa đi. Hết lửa. Ok, xong rồi nè.
Rồi, còn lava phát thì như thế nào? Lava phát thì nó có một cái đặc điểm, đó chính là chúng ta sẽ không bị gọi là bị cháy nha các bạn nha. Chúng ta không bị cháy nha. Đó, ghê không? Mà nó còn hồi máu cho chúng ta nữa, rất là hay luôn. Thì cái bẫy này của mình rất là hay ở chỗ này nè bạn. Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Mình sẽ đổ cho mình một cái đường là lava giả nha các bạn nha. Đây mình sẽ đổ cho mình một cái đường là lava giả như thế này. Đó, đổ xuống đây như thế này. Rồi, đấy, đổ xuống, đổ xuống. Ok. Rồi, ok, đây chính là cái đường lava giả nha các bạn nha. Mình sẽ đổ xuống như thế này đi. Đó, 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 đó. Bạn đợi mình xíu nha. Rồi ok, lava giả đã được đổ xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đổ tiếp theo là lava thật nha các bạn nha. Mình sẽ đổ lava thật xuống cái chỗ này. Đó, lấp hết lại mấy cái chỗ còn trống chỗ này luôn. Đó, lấp hết như thế này. Đó, trời ơi, kỳ này Sammy mà chọn trúng lava thật là Sammy sẽ bị biến thành cá mập nướng luôn các bạn ơi. Đó, ok. Rồi, mình sẽ đổ lava xuống đây. Đó, không biết mấy cái bẫy của Sammy như thế nào ha. Mình đang rất là tò mò luôn. Ok, rồi, xong. Thì nguyên một cái hố lava thế này luôn bạn ơi. Thì nhiệm vụ của Sammy á là phải nhảy xuống lava giả để đi theo cái đường lava giả như thế này nè. Ồ, thấy không, mình đang đi ở đúng cái đường lava giả nè. Sammy chỉ cần chạm trúng lava thật một cái thôi là Sammy sẽ bị cháy liền. Ồ, đây ví dụ giờ mình thử chạm lava thật cho bạn xem nha. Ok, đây bên này nè. Ồ, mày thấy không, đó, trời ơi, chạm trúng lava thật là sẽ bị cháy liền, cho nên là nhiệm vụ của Sam là phải kiếm được lava giả để đi qua bạn ơi, rất là gọi là nguy hiểm luôn. Rồi ok, để xem coi Sam có vượt qua được gọi là cái bẫy tiếp theo này của mình không nha. Rồi ok bạn ơi, và đến với cái bẫy tiếp theo của mình thì xin giới thiệu với bạn, đây chính là bẫy mê cung. Ten. Đó, bạn thấy gì không, ở bên dưới chân mình nè là nguyên một cái bẫy mê cung mấy bạn ơi. Và ở xung quanh này, tại sao mình lại gọi nó là cái bẫy, là bởi vì nó có những con zombie xung quanh nè bạn thấy không. Đó, những con zombie nè, thì Sammy mà chỉ cần đi sai chỗ một cái thôi là sẽ bị mấy con zombie này tấn công và sẽ teo 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 teo. Đó, bạn thấy ghê không. Đấy, đây chính là cái bẫy tiếp theo của mình nha. Thì để coi Sammy liệu rằng có vượt qua được cái bẫy này không nha bạn nha. Và ở bên này nè thì mình đã chuẩn bị cho mình một cái vương miện. Đấy, người nào mà giành được chiến thắng và lấy được cái vương miện này nè, rồi xong tôi đập mất tiêu luôn rồi. Đây, tôi lấy ra lại đây. Người nào mà giành chiến thắng và có được cái vương miện này thì người đó coi như là đã vượt qua được nhà an toàn nha bạn nha. Mình sẽ để vương miện chỗ này nha. Rồi, nhưng mà tất nhiên rồi, tự nhiên hay không, mình để vương miện ở chỗ này cho người ta lấy bình thường vậy thì quá là đơn giản rồi đúng không. Mình đã chuẩn bị cho mình một cái quả trứng ở đây. Bạn biết quả trứng là quả trứng của con gì không? Để bạn coi nha. Búp. Đen. Cái gì vậy? Quay mặt lại cho người ta nhìn coi bạn ơi. Ôi trời ơi. Bạn ơi. Bạn. Trời ơi, cái bạn này bạn nó khó tính quá. Đây xin giới thiệu bạn. Đây. Tên. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là Phong Cận 6 muối cơ bắp cuồn cuộn đó. Hay kêu không? Đấy, đây chính là sẽ là con boss cuối cùng của mình nha. Để coi Sammy liệu rằng có đánh thắng được con boss của mình và vượt qua được màn cuối cùng không nha các bạn nha. Rồi ok, coi như là mình đã xây xong hết tất cả nhà an toàn của mình rồi đó. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn vượt nhà an toàn thôi. Let's go. À mà khoai đã quên mất, mình là một người rất là gọi là tốt bụng, cho nên mình sẽ chuẩn bị ở đây cho Sam một cái cây kiếm để Sam chiến đấu với con quái vật này nha các bạn nha. Đây mình sẽ để đây cái rương đó, bỏ cây kiếm ở giữa nè. Rồi ok, rồi Sammy ơi, bà đã xây xong chưa vậy? Hả? Sam ơi, sắp xong rồi. Trời ơi, xây gì mà lâu dữ vậy trời. Rồi ok, tôi chờ ở nha. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những cái gì ta, bẫy trong nhà an toàn của mình và Sammy nha các bạn nha. Để coi bẫy nhà an toàn của Sammy như thế nào. Thì mình là con trai cho nên mình quyết định là mình sẽ nhường Sammy trước, là mình sẽ vượt qua gọi là cái nhà an toàn của Sam trước nha. Sam ơi, Sam sẵn sàng chưa? Trời ơi, lúc nào cũng sẵn sàng hết trơn á, tại vì biết ông thua rồi. Trời ơi, nhìn thấy không? Nói hay lắm, thôi được, rồi, để tôi xem. Rồi ok, bắt đầu, okay, rồi, bây bắt đầu nha. Đi. Thì rồi, cái trò này á sẽ được tính theo gọi là người ta, người nào mà bị tiêu diệt nhiều nhất thì người đó sẽ bị thua nha các bạn nha. Ok, rồi thì bọn mình sẽ tính điểm nha. Thì đầu tiên coi cái bẫy đầu tiên này là gì đây. Ồ, trời ơi, tôi nhìn là tôi hiểu rồi, là mình leo cái cửa này xong mình chui qua bên cửa bên này gì dễ ạt. Ông làm gì tôi xem coi. Chắc chắn là đồ bà giấu ở trong những cái rương này chứ đâu nữa đúng không. Đây tôi xem coi. Ủa sao không có rương nào có vậy, gì kỳ vậy. Ủa tự nhiên, ủa không lẽ là rương bắt buộc phải có cần gạt á phải không? Trời ơi trời, chỉ có ta gà như ông thôi. Để xem coi, hay là trong cái lò nướng. À đúng rồi, phát hiện rồi nha. Trời ơi, tưởng gì giấu ở trong cái máy nướng trời.
Nhưng mà ít nhất tôi cũng lừa được ông rồi, hiểu không? Ok bạn, rồi tôi lên được rồi nè. Rồi tôi sẽ mở cửa ra, rồi tôi đi vô. Trời ơi, quá là dễ. Ok, vòng qua đây. Trời ơi, mình đã vượt qua màn 1 rồi bạn ơi. Trời ơi, quá là đơn giản. Rồi, màn 2, đừng có mà xem thường tôi, còn màn 2 nữa nè, thấy gì không? Ok, màn 2 đúng không? Trời, màn 2 nhảy lên đây xong rồi đi qua bên kia thôi, có gì đâu. Tôi bắt cua cho bà coi nè. Hơi. Ha ha, chết rồi, Phong đang bị đuổi, Phong đang bị đuổi. Zombie vậy? Bà nghĩ là con zombie này của bà sẽ làm được tôi? Tôi sẽ đánh nó lên dưới. Mày. No. Mày. Zombie quay lên. Trời ơi, zombie ơi, giỡn xem gà vậy? Zombie chết queo rồi, tôi đi đây, tạm biệt. Hello quá trời, cái gì mà nhanh vậy? Dở ẹt, các bạn ơi, vừa có được màn 2 nha. Rồi, tới lượt màn tiếp theo. Sao mà quýnh tôi? Khó chịu, khó chịu. Hả, cái này tôi không thích quánh ông được không? Vô duyên, tiền quýnh người ta. Rồi, ok, để coi cái bẫy tiếp theo của Sam là gì đây. Trời ơi, cũng giống mình sai 7 mê cung mấy bạn ơi. Ủa trời ơi, 7 mê cung dở ẹt, mới đi. Ủa? Sai hả? Không phải cái rương này hả? Mới đi, coi xíu phát hiện cái rương. À đây, thấy rương rồi. Ủa, không phải luôn. Trời ơi, xin lỗi ông, là tôi là bà rầu nha, bà rầu trong đặt rương nhông nội làm cho tìm mấy cái ra. Trời ok trời, bạn, trời. Để mình đi kiếm nè. Đây, ủa cái rương này cũng không phải luôn. Thấy chưa, phèo hết tùm lum tùm la. Úi ôi. Trời ơi, tưởng gì các bạn ơi. Để cái rương ở đây xong để theo một cái rương bên dưới nữa. Trời ơi, thấy rồi nha. Trời ơi. Cái gì? Cái gì đúng không? Ăn gian gì? Trời, rõ ràng tôi đi một cách rất là bình thản, tôi đi kiếm luôn, không hề gọi là ăn gian nha. Rồi ok bạn ơi, tiếp nha. Trời ơi, dễ ạt. Mới đó mà vừa có 3 cái bẫy rồi, quá là đơn giản luôn. Rồi bây giờ màn tiếp theo mời ông chọn cho đúng. Đó, đây là con đường kim cương. Đây là con đường vàng và đây là con đường kim cương lửa. Ông chọn cái nào đây? Để tôi xem coi nên chọn đường nào ta. Bên này là lava, bên này là cái nước gì màu vàng vàng nhìn có vẻ nguy hiểm mấy bạn ơi. Còn bên này chỉ là nước bình thường. Vàng. Tôi không bao giờ bị lừa đó sao mà. Tôi biết rồi. Chắc chắn là bà sẽ để ở bên kim cương này là giả đúng không? Để tôi thử cái coi. Trời ơi, không biết cây mà. Trời, nước vàng này sao nước vàng nó bình thường lắm luôn á. Nước vàng hả? Thôi đi bình thường nào, thấy chưa? Không, tôi chưa bao giờ thấy cái nước vàng này trong Minecraft bao giờ. Cho nên tôi cá chắc nó cũng là một cái bẫy luôn. Cho nên tôi không qua đâu. Thử xuống đi. Không, tôi sẽ chọn bên lava. Trời ơi. Đúng luôn. Trời ơi, tưởng gì vậy ẹt ơi. Tính ra mình đâu cần đi trên lava đâu, mình đi trên này cũng được mà. Nghe luôn à. Ok, cảm ơn Sam nha. Tôi win rồi nè. Rồi ok, tiếp tục. Rồi, coi còn bẫy nào đó không. Trời ơi, bẫy cuối cùng. Cái gì đây? Cái bẫy cuối cùng là cái bẫy tơ nhện hả? Trời ơi, nhảy qua cái một rồi xong. Sao? Đó, ông rất chậm luôn. Ông làm sao ông tới đây được? Trời ơi, còn lâu nữa để tôi qua cái thời gian. Tính ra từ nãy đến giờ tôi chưa chết mạng nào nha. Trời ơi, Sam ơi là sao? Bà làm gì vậy? Bà làm gì vậy? Ê, kệ tôi. Kệ tôi. Kệ bà gì, tôi đến cái lùi vương miện nè, chở trang gian các bạn. Uầy, bà để vậy sao tôi lấy được cái vương miện? Ông làm gì làm tôi biết. Ok, thay vì tôi đập cái tơ nhện thì tôi sẽ đập cái cục vàng này. Ok. Thôi nè, đừng đập cục vàng của tôi. Ok. Quyên các bạn ơi, dễ ẹt, vậy là mình vừa có được cái bẫy của Sam rồi nha. Rồi luôn á trời. Quá là đơn giản luôn. Trời ơi Sam ơi, nước quá Sam ơi. Tôi chưa mất mạng nào hết. Trời. Rồi, bây giờ tôi qua bẫy ông thế nào tôi cũng vừa qua, tôi không mất mạng nào trong xem. Ok rồi. Đến cái bẫy tiếp tục là cái bẫy của Phong nha. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo là cái bẫy của Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ Huế, điện ảnh Minecraft nha các bạn nha. Và bây giờ để coi Sam liệu rằng có vượt qua được những cái bẫy của mình không nha các bạn. Rồi, Sam bắt đầu đi Sam. Trời ơi, đơn giản, tưởng gì của này là gì đây? Trời ơi, cái đường gì mà toàn nút không vậy? Cái nút gì đây? Nút này nút gì đây? Trời không ơi, có gì đâu. Gì sơ quá à. Tôi biết cái đường là chá có gì hết chơi đúng không? Đặt cho vui đúng không? Là nhìn là bình thường nè đúng không? Đó. Đặt cho vui đúng không? Là nhìn là bình thường nè đúng không? Bình thường nè, này thì bình thường nè. Ôi, thôi được rồi, Sam ơi, bà cứ chơi bình thường đi. Để coi bà có vượt qua được không nha. Rồi tiếp cái đi. Cái gì? Trời ơi, ủa từ từ. Nãy thấy có cái đường gì lạ lắm nè. Từ từ, đừng quay. Ôi, có đường giả luôn thật hả? Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là bà phải mau đi kiếm đường đi.
quăng xuống có được gì không ta? Trời ơi, thông minh nha, thông minh nha. Trời ơi, cũng thông minh đó. Sammy sử dụng Sammy. Nó bóp quăng, trời ơi, mệt ơi. Té nữa các bạn. Tôi buồn quá mọi người. Rồi, tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi, tiếp đi. Rồi, từ từ để tôi sờ bam bo cho dễ nó mệt. Rồi, rồi, tôi sờ bam bo cho bà đó. Tôi sờ bam bo cho bà đó. Cái gì mà té hoài vậy Sam? Trời ơi, chưa gì. Bây giờ tôi mới có màn một thôi. Tôi biết có trick rồi, từ cái trick này tôi sẽ này, tôi sẽ ship tôi đi. Trời ơi, tưởng gì, tưởng cái đó, thấy chưa ghê, ghê, ghê. Tưởng gì đó. tưởng gì tôi đi được hết cho mũi ơi, giả giờ vậy thôi. Giả giờ thử lòng vậy thôi chứ okay. Đi được hết nhưng mà chưa gì mới bàn một mà sao. Trời ơi, nó tự mình xuống vậy, cầu tự các bạn ơi. Trời ơi, đó, bạn thấy không, gáy to, rồi xong té rồi, đi, nhanh lên. Nói chung là cũng biết cách chơi rồi, hiểu không? Đây là gì ta? Qua level mới rồi, cái level này là level đi bộ rồi mọi người. Đó, hay nha, đi bộ. Rồi. Sammy cứ đi chậm, nhìn mắt cười quá bạn ơi. Cố lên, cố lên. Tôi sắp thắng rồi. Ok. Ok bạn, rồi, để coi bạn có thắng được không nha. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Nhưng mà sao mà rồi. Sam quên mất một điều là trong đây nó có một cách dễ hơn rất là nhiều luôn. Đó chính là Sam có thể chạy nhanh và nhảy qua coi nè. Hơi. Ủa, ha. Thì mình không nghĩ ta. Tại vì Sammy nước quá mà, sao Sammy nghĩ ra được. Ok rồi, tiếp theo đi. Ôi, vô duyên, rồi gì đây. Ủa, tự nhiên cho nước đi qua vậy, cái thuyền đâu. Xin chào Sam. Đây chính là hồ nước bình thường. Xuống tắm đi Sam, vui lắm. Nhìn xuống tắm. Tôi biết cái mặt của ông không thể nào mà bình thường được. Từ từ để xem coi. Chắc chắn rồi, có cách qua chứ trời. Mấy cây này nhìn hơi nghi nha. Suy nghĩ đi. Cách nào để có thể bơi qua bên kia. Bà bơi từ đây qua bên kia thôi là bà cũng đủ bị axit ăn mòn hết người. Ủa, sao bên kia có cái rương gì ta, rương xa gì sao bơi mà. Đừng nói bắt tôi đào cái cây này xong rồi lấy cái thuyền nha, sao được. Trời ơi, cái gì kỳ vậy. Suy nghĩ cách để bơi qua đi. Đi bộ qua được không ta? Từ có cái rương này nè. Thử coi. Ui. Đi bộ. Rồi, coi nè. Chết rồi, chết rồi. Cái rương này coi mọi người ơi. Lên. Let go. Trời ơi. Không được đâu bạn ơi. Thử lại cách khác đi. Chắc chắn phải có cái mẹo nào đó mọi người, không thể nào mà này được. Có lắc tàng hình đây không? Đây. Không có. Đây là có đường ngầm bí mật xuyên không gian. Từ từ để mình test thử coi. Đây. Ê sao trời quá ơi. Trời. Tính ra là từ cái từ. Cách dễ lắm luôn á mà Sammy vẫn chưa suy nghĩ ra được các bạn ơi, dở ẹt. Có bạn nào biết cách nào để có thể qua được chưa? Các bạn hãy suy nghĩ đi. Rồi, tôi biết rồi, đào gỗ đặt qua đi qua. Trời ơi, đơn giản. Trời ơi, được không? Tính không? Được mà. Sammy à, tôi thề luôn, bà nớp thiệt luôn á. Thay vì bây giờ bà đào gỗ bằng tay lâu như thế, tại sao bà không đào gỗ, bà chế tạo chiếc thuyền, bà bơi qua cho nó nhanh. Ủa sao bơi được? Sao không bơi được? Mày tôi cũng định đó nhưng mà lên cái này. Ủa được hả? Thử đi. Trời mày, ơi. Tôi cũng định nghĩ, tôi nghĩ bơi qua không có được thôi. Dở ạc các bạn ơi, có vậy thôi mà cũng không biết nữa. Mình cá chắc luôn, có nhiều bạn fan là biết cách để bơi qua, có mỗi mình Sam là chưa biết thôi à. Ok. Ủa được nè, cái gì vậy? À quên, cái này đi được nè. Đi qua đi. Từ từ lấy cần gạt á, coi lấy cần gạt không nội. Đúng rồi, phải lấy cần gạt nữa. Trời, Sammy này nước quá à, có vậy cũng không nhớ nữa. Rồi đi qua trời đi. Trời, tôi là người nhớ thì có không vô duyên. Rồi ok, qua okay. Màn. Rồi qua màn tiếp theo. Tên. Cái gì vậy trời ơi, sao hết nước rồi đấy đến. Ủa cái gì đây? Từ. Bên này không có cái gì để hỗ trợ, chắc chắn nó từ mấy cái lóc mà thôi. Từ. Sao cảm giác mấy cái này nó lạ mọi người. Tại sao lava nó cứ nó nhấp nhô vậy ta? Nó nhấp nhô cái này nè, là sao ta? Từ từ đừng có. Oh! Cái gì? Oh, cái gì? Vừa qua đây. Này thì ô nè. Có đường đi mọi người ơi, có đường đi. Sao đi ngược vậy? Cố lên, tôi thách bà vừa qua được á. Ngay đây tôi vừa nè, có cái một. Tôi thông báo cho Sam biết nha, ở chỗ này là có lava giả và cả lava thiệt luôn á. Sammy mà đi trúng lava thiệt là sẽ bị tan thành mây khói luôn cho coi.
tôi biết mà, nãy tôi bị giật xong nè Phong ơi. Nhưng mà ông nghĩ sao vậy, với con mắt 10 là cận 2 độ của tôi nhìn nó ra liền không Phong ơi nè. Ha ha ha. Cố lên, cố lên. Ủa, sao từ nãy giờ bà phân biệt được hết vậy ta? Gì ghê vậy? Ủa, ôi, nhìn cái là ra luôn ông ơi. Nghĩ sao vậy? Ủa, gì ghê vậy? Hay vậy? Hay nè, dính ta bà rồi. Lên chưa, thấy chưa? 7 này vượt qua 10 điểm nha. 10 tức điểm quá nha. Bạn ơi, cái 7 là ba mình tưởng là khó nhất. Ai dè sao vẫn vượt qua được. Rồi, ok, rồi, tiếp đi. Có cái 1. Ủa, gì vậy? Trời ơi, vi cung, trời. Xin giới thiệu Sam, 7 tiếp theo là 7 mê cung. Sau lưng bà có gì kìa? Cái con dao ê, nó sẽ mạnh vậy? Ôi trời ơi. Đập tới cái nó quánh cái gần sặc máu luôn mọi người. Spam boy đi, spam boy đi, không thôi là chết đó. Rồi đứng đây, spam boy mọi người rồi. Rồi ok, nè, zombie nữa nè, sợ nó chưa? Nó quánh gì, nó mạnh gì, nó cắn cho ba máu rồi mọi người ơi. Trời ơi, ông Phong chơi gì kỳ vậy? Sammy đang rất là gọi là ngước trong mấy cái trò mê cung này luôn các bạn. Ok. Cái gì ông nói lộn người không? Tôi hơi bị bà rầu á. Bà rầu á? Ok, bà rầu á. Bà rầu. Bà rầu nè, bà rầu nè. Tôi sợ biết zombie rồi. Ấy, còn 2 tim. Trời ơi, con này. Sắp không có chơi quánh rồi. Sắp thua rồi đúng không? Sắp thua rồi đúng không? Cái gì sắp thua? Nghĩ sao vậy? Trời ơi, cái con zombie đấy. Ghê. Vậy mà cũng đánh được hết cái con zombie của tôi luôn, ghê. Chứ sao, zombie ông người bắt và tôi bà rầu, hiểu không? Ok. Ok man. Ok man. Ồ đây nè. Wow, hay quá ta, vượt qua luôn rồi ta. Ủa cái gì đây? Trời ơi, Phong cần mập như con heo đang ngồi ở đoàn cuối vậy. Ủa trời ơi, Phong cần mập Sam. Cái bẫy cuối cùng của tôi đó chính là một anh cơ bắp cuồn cuộn Phong cần TV đẹp trai sẽ bảo vệ cho cái vương miện. Nhiệm vụ của bà là phải tiêu diệt cái con này. Trời ơi, trời, tưởng gì ở nhà tôi quánh Phong cần cho đã rồi, tới đây tôi cũng quánh Phong cần cho đã luôn hả? Trời ơi. Ok, vậy đánh đây, tôi thử đi. Vô đây. Vô đây con. Đây. Ui, Sammy nè, Sammy nè, Sammy nè. Đâu chưa? Đâu chưa? Đâu chưa? Thôi lấy đi về. Không, không được. Bà phải tiêu diệt con này bà mới được lấy vương miện. Không được. Cái gì vậy? Nó quánh đâu quá. Chạy đi. Từ từ chạy đã. Không được chạy. Ăn gian, đi vô lại. Tôi đứng đây để nó đỡ rồi quánh tôi thôi. Á, nó quánh tôi ra luôn. Tôi đập ra cho nó chui ra luôn. Ê, sao mát vừa vậy? Ê, từ từ đây tôi hồi máu nè. Yên tâm đi, tôi spam boy cho bà rồi. Bà cứ chạy qua đi, không sao đâu. Đây, tôi sẽ hỗ trợ cho Sam mấy quả táo để ăn hồi máu nè. Ăn đi. Trời ơi, người ta đưa táo vàng, đưa táo, sao tôi ăn được không nổi. Rồi, đánh đi, cố gắng lên. Không sao đâu, sẽ chiến thắng mà. Vô nè. Vô nè, từ từ, lùi. Trời ơi, nó quánh đau quá Phong ơi. Con này không phải là Phong cận rồi, Phong cận đâu mạnh như thế này. Không cần đâu mạnh như này được đâu. Lấy lại cái vương miện. Rồi ok bạn ơi, bây giờ nha, mình sẽ lấy cái vương miện, mình đeo lên cho cái con cơ bắp này. Nhiệm vụ của Sam là phải đánh chết con cơ bắp này, Sam mới lấy được cái vương miện nha các bạn. Ok. Nhìn Sam mới khổ thật sự. Ông nói đi, ông cho con này ăn cái gì vậy? Ông cho nó uống sữa voi hả? Con này hả? Con này nó uống sữa khủng long cho nên nó mạnh vậy đó, ghê chưa? Đấy, đây, đập này nè, nó chuẩn bị nó lấy cái chân nó đạp vô cái đầu Sam nè. Trời ơi, nó đạp thẳng rồi Phong ơi, cần gì nó đạp. Trời ơi, cái con quỷ. Quýnh đi, đừng có chạy. Bà càng chạy là nó còn càng quýnh bà hơn nữa. Còn tim thì ông nghĩ tôi đã kinh chạy không? Còn tim thì ông nghĩ tôi đã chạy không? Thì bà có hồi sinh ở đây mà, lo gì? Tôi chặn lại luôn. Không đây, cho bà qua nữa. Đây nè, trời ơi. Đây ông chặn, bây giờ ông chặn tôi luôn hả Phong? Không khôn rồi, vậy. Rồi đi qua đi. Rồi, đánh đi. Trời ơi, quánh tay mai luôn mọi người. Solo luôn không? Cố lên. Trời ơi bạn ơi, bạn thấy không? Sammy gọi là bình thường ở nhà ăn hiếp mình vậy ông thôi chứ. Ông cho cái giáp thì làm sao người ta quánh được Phong ơi, ông quá đáng vừa. Tôi thấy không? Tôi cứ spam boy là tôi bị đây luôn. Cứu! Chết liên tục với bạn ơi, buồn cười thật. Cố lên. Con này mạnh quá à. Yeah. Rồi ok. Chiến thắng. Rồi đó, lấy vương miện đi.
Ô dê mà người cuối cùng có vương miện đeo. Trời ơi mệt dễ sợ luôn mà. Rồi ok bạn ơi, và vừa rồi chính là hai cái bẫy của mình và Sammy. Thì hai đứa mình đều có thể vượt qua được cái bẫy của nhau hết. Thì bạn thấy bẫy của ai VIP pro xịn hơn thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Bẫy tôi đẹp hơn, tôi được rồi, đẹp okay, nha. Rồi ok, rồi bạn muốn như thế nào cũng được hết á. Mấy bạn thấy bẫy ai đẹp hơn hãy nhớ comment xuống bên dưới nha. Đấy. Rồi ok, và mấy bạn thấy bẫy ai pro hơn thì hãy nhớ vào trong video của người đó và nhấn vào nút like video của người đó nha bạn. Ok. Còn bây giờ thì video đó này cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hoặc cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Hình in cute hết lớp form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu, xanh, trắng, đen, hồng, cực dễ phối đồ, chất liệu cotton cao cấp, dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hello Team 4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng các bạn ơi. Hello team, hello team.